Thực hiện kế hoạch học tập chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, ngạch chuyên viên cho cán bộ công chức năm 2017, ngày 7 tháng 10 năm 2017, lớp chuyên viên K38B đã tổ chức đi nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại huyện Thị Gia. Trong thời gian một ngày, đoàn đã thực hiện tốt nội dung chương trình kế hoạch, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu nghiên cứu, thu được nhiều kết quả bổ ích. Đoàn đã được Ban Thường vụ Huyện ủy Thị Gia đón tiếp và trao đổi về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện. Qua đó, đoàn đã học hỏi được kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền huyện, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân huyện Thị Gia, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá công tác cán bộ giai đoạn 2010-2017. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Tĩnh Gia đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư trên địa bàn, phát triển khu kinh tế Nghi Sơn thành khu kinh tế động lực ở khu vực Bắc miền Trung, là một trong năm khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả nước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân nội huyện đạt từ 6,5 đến 7% trên một năm, tính cả khu kinh tế Nghi Sơn, lên tới trên 30,8% trên một năm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia thực hiện trong thời gian qua, đó là dồn sức giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, thực hiện các dự án đầu tư. Hiện trên địa bàn huyện có nhiều dự án trọng điểm như lọc hóa dầu, nhiệt điện Nghi Sơn, xi măng Nghi Sơn. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền huyện Tĩnh Gia đã tập trung thực hiện thắng lợi các chương trình trọng tâm như chương trình quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng xây dựng và phát triển khu kinh tế Nghi Sơn, chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế biển, chương trình phát triển nguồn nhân lực và hai khâu đột phá quan trọng, đẩy mạnh xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển khu kinh tế Nghi Sơn, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm, năng lực, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các tổ chức từ huyện đến cơ sở. Tĩnh Gia đã và đang phấn đấu xây dựng hệ thống đô thị, đảm bảo chất lượng đến năm 2020, được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4. Đạt được kết quả trên là nhờ trong thời gian qua, huyện Tĩnh Gia đã thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, chú trọng tới công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ và thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, đánh giá cán bộ. Trong chuyến đi nghiên cứu thực tế, đoàn cũng đã tìm hiểu về mục tiêu xây dựng khu kinh tế Nghi Sơn trở thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, như lọc hóa dầu, công nghiệp điện, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển Nghi Sơn. Ấn tượng để lại sâu sắc trong mỗi thành viên của đoàn là thành quả của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với nhiều công ty, nhà máy, dự án lớn đã và đang được triển khai xây dựng trong khu kinh tế Nghi Sơn. Các thành viên trong đoàn cũng đã đến tham quan, thưởng ngoạn vẻ đẹp hoang sơ, thi vị của bãi biển Hải Hòa. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã giao lưu văn hóa, ẩm thực, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, đồng thời tạo sự gắn kết và không khí hào hứng, phấn khởi cho cuộc hành trình. Có thể khẳng định rằng, chuyến đi nghiên cứu thực tế của lớp chuyên viên K38B, trường chính trị tỉnh Thanh Hóa tại huyện Tĩnh Gia thực sự bổ ích, thiết thực, có ý nghĩa.